trong không gian tuyệt đẹp của Sohiba, đội ngũ ekip của Mốt và Cuộc Sống đang tất bật chuẩn bị cho buổi chụp hình để chào đón đêm diễn Colorful Night vào ngày 8 tháng 8 sắp tới. Mặc dù thời tiết khá gió, nhưng những người mẫu vẫn tự tin khoe trọn hình thể nóng bỏng của mình trong trang phục của nhà thiết kế Nguyễn Dũng. Vậy, sự năng động trẻ trung đến từ trang phục của thương hiệu The Blue Blue Exchange cũng làm cho không khí nóng hơn bao giờ hết. Ekip Mốt và Cuộc Sống hy vọng với những nỗ lực của mình sẽ đem đến cho khán giả một show diễn ấn tượng đầy màu sắc giống như tên gọi của nó, Colorful Night.